đang ở đường Hàm Nghi các bạn ạ. Khu vực này thì khá nhiều các cái chung cư cũ của khu đô thị Mỹ Đình, và có một cái chung cư mới của Vin cũng hoàn thiện được 3-4 năm. Vậy thì câu chuyện của năm ngoái thì là một câu chuyện về giá chung cư. Như các bạn thấy là trong 3 năm gần như chung cư nội đô ở Hà Nội nếu mà tính trung bình là gần như là tăng gấp đôi rồi. Vậy thì câu chuyện của chung cư trong năm nay thì liệu có tiếp tục tăng hay không? Quan điểm của bác Đại Vàng thì chung cư vẫn tăng các bạn nhé, nhưng mức độ tăng nó sẽ không được giống như 3 năm vừa qua. 3 năm vừa qua thì gần như là trung bình một năm nó tăng 30% định lượng luôn. Có thể chung cư chỉ tăng khoảng 10-12% nếu tính trung bình của tất cả các loại chung cư, cả cũ mới, xây mới. Thì tại sao nó có câu chuyện đấy? Tại vì là khi mức độ chung cư nó tăng rất cao trong 3 năm vừa rồi, do nguồn cung rồi do nhu cầu ở thực, tốc độ tăng dân số đô thị hóa, nhu cầu sử dụng là cực kỳ lớn mà nguồn cung thì ít, nên là dẫn đến giá chung cư tăng, cộng với việc là khi nội đô ven đô và đất tăng rồi thì đến lượt chung cư sẽ tăng. Như vậy là nếu như giả sử mà để là một sản phẩm danh mục đầu tư ấy, thì trong năm tới nếu mà so sánh giữa thổ cư với bạn mua chung cư để cho thuê ấy, thì tốt nhất là bạn mua bất động sản dòng tiền thổ cư để cho thuê thì sẽ hiệu quả hơn nhé. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Còn nếu mà bạn có nhu cầu mua sử dụng để ở thì bạn cũng có thể cân nhắc. Thực ra một căn chung cư bây giờ là 4-5 tỷ rồi thì hoàn toàn bạn cũng có thể mua nhà đất. Và nếu mà bạn mua xa ven thì hoàn toàn giá đó bạn cũng có thể ô tô đỗ cửa rồi, ô tô vào nhà rồi. Nói chung mua để ở thì nó là theo sở thích thôi của mỗi người, nó không phải là bài toán kinh tế, đâm ra chúng ta cứ thích thì nhích thôi, không bàn về những cái vấn đề liên quan đến lợi ích kinh tế. Còn nếu nói về xét về đầu tư và lợi ích kinh tế thì chắc chắn bạn ở thổ cư thì sẽ vừa tăng giá, và nếu bạn mua mô hình vừa ở vừa cho thuê nữa thì lại rất an toàn đối với những người ít tiền hoặc đang phải đi vay. Đấy là lời khuyên theo quan điểm cá nhân của bác Đại Bàng. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên follow Dr. Len Bác Đại Bàng để nhận thêm nhiều thông tin kiến thức giá trị.